MLM Hết Bình Dương xin kính chào quý cô, chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLM Hết Bình Dương nha. Hiện tại thì MLM Hết đang tiến vào bên trong mộ của cậu. Cái gì vậy anh Ngọc? Mình không nên nhắc vấn đề đó. Trời ơi, em sợ lắm á. Chỉ bữa anh Minh anh nhắc á là trưa là ta dở rồi. Dạ chú, tụi con vừa đến. Em vừa lên tiếng nghe nhà. Gọi chứ. Khủng khiếp. Ôi, cái mộ cậu nó bóng dữ rồi trời. Đúng rồi đó. Trời ơi. Anh biết bà cái biệt danh là gì không? Bà chằn lửa là của em. Còn anh mới đặt luôn tại em dữ quá mà. Còn anh biết khán giả đặt là cái gì không? Ít cái. Anh tưởng ba hiền hả? Không dám hiền đâu. Thôi bây giờ mà Lâm Bết để cái điện thoại đây ha, để ghi hình cho bà con cô bác quý cô chú anh chị xem ha. Rồi, vậy là anh cầu nguyện gì em nghe hết trơn rồi nha. Anh dịch được cái câu cầu nguyện em sẽ luôn. Đó, anh thấy cái cây của em xịn sò không? Sự kết hợp giữa... Đúng rồi, để... Sau một lần bị vỡ cái màn hình thì đã rút cái kinh nghiệm. Wow, cái lon bia này của khán giả nào cúng đây. Rồi xá đi anh, xá hài. Xá mà cũng không được yên nữa. Anh là cúng mà cũng nhiều chuyện. Bởi vậy thông báo là thao bóng, thao bóng là chị mới lao thì cái thao nó mới bóng được, em hỏi chị lao hồi nào.
Thiệt tiền nhức đầu luôn. Anh chơi chữ dữ quá hả? Ta nói không báo không rồi mà nói nhẹ ra gì. Ừ, sao mà ba con lùi bay vô quá luôn. À bên này rồi. Ý không tắm hết. Rồi nó không tắm đúng rồi đó. Chứ hết thì phải tắm rồi đó. Hết có tắm không? Hết là phải tắm. Sao mà lùi bay vô hết là sao? Ba con lượt. Thì nó thấy anh thơm. Hết cho quậy. Thông báo nữa, thao bóng nữa. Anh lao à nào? Anh lao à nào? Nó bị gì? Ô mà sáng này đặc biệt nha, hai cái đèn nhấn bằng trái ha. Hé gì mè hé. Lao hai trái bự cho nó bóng luôn nè. Đó, bóng như máu luôn. Cười nó cho mùa xuân về cho buổi sáng hôm nay được không? Em đề nghị chị cười khoảng cả trên 3 giây đi. Chứ nếu mà chị cười 3 giây là giống như kiểu mà ta nói là làm TikTok là trong 3 giây đầu phải thu hút khách hàng chị giống vậy đó. Chị nghĩ chị, được mà. Chị nghĩ chị có thể luôn. Dễ em cười 5 giây đi, 1, 2, 3, hả xanh, dưới 5 giây. Em cười, anh cười. Chị cười đi, cười trên 5 giây đi. Trời ơi, chị có biết phụ nữ cười dễ thương đáng yêu phòng như trong sáng lắm không? Không, bây giờ chị thử đi. Người ta nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Còn có người ta nói vậy nè, cười cười không phải là bạn mà cười là tai nạn sắp ập đến đầu. Cười sao ta? Cười là tại sao? Chị có thể nói lý do được không? Ai biết thì nó không muốn cười thôi chứ giờ. Anh, em nghe người ta nói vậy nè, cười cười không phải là bạn mà cười là tai nạn sắp ập đến đầu. Thấy cười thì không phải đâu. Mà anh đừng có mê cái nụ cười đó nha. Cái nụ cười là nó giết chết bao nhiêu người rồi đó. Cười chưa? Cái nụ cười nó nhiều ý nghĩa lắm đó. Có chứ. Sao trước giờ em cười quá trời, em không có chứ ngay đâu. Tại vì cái nụ cười anh nó quá đơn giản. Là nụ cười của em dễ thương đáng yêu hùng như trong sáng đúng không? Đó, mà em cũng đó chính là cái nụ cười của anh nó chưa có đủ phức tạp. Nhưng mà anh này em cũng biết là có phức tạp không nha. Đáng sao mất lưỡi câu nữa. Chị đừng có nói với em là chị nằm trong đội con cá nha. Rồi sáng nay là mình lao muốn hết các bạn rồi, giờ mình lao luôn mấy cái lư đi. Mà nói biết hồi nãy giờ là em thấy em bị dìm hàng với anh không tâm à. Dạ. Nãy giờ là em thấy anh dìm hàng em mấy lần à. Đâu có đâu. À, cứ đâu có đâu. Máu vừa vô. Đây chị. Phía sau mà đó anh lời thương cho chị được đó. Quấn cho một câu đó rồi. Bây giờ tới khi em tùm lum hết rồi mà nó đâu có đâu được. Nói chung là cái câu hỏi rất là đơn giản cho anh trả lời rất là đơn giản. Đâu có gì phức tạp đó chị. Không, cái câu đó làm em buồn mấy ngày á chứ. Cái câu gì mà buồn mấy ngày? Đó thấy chưa? Ngay cả anh cũng thấy là cái chuyện nó đang rất là đơn giản. Không hiểu sao là tại hồi đó mà anh thương chị được. Thì đúng rồi, em không biết cái hỏi thôi chứ có cái gì đâu. Cái chuyện gì nữa? Ờ, bên đây. Ủa, vậy cái này phải đem hộp ra chứ. Rồi, lên. Đẹp chưa? Cái lon bia này lát hình thức luôn đi, hình thức luôn đi.
Cô ba ở nhà cà ra, nhà cờ ra ở nhà cô ba. Em không biết nữa. Đúng rồi. Sáng giờ là anh Tâm lau mặt cho chú rồi đúng không? Chưa đúng không? Lau mặt gì mà so gì chết lại lau xuống như nè đó. Đúng rồi. Là làm gì mới không chốc phấn của cậu hả? Mà phải lau nhẹ nhàng. Trời ơi. Phải nhẹ nhàng. Đó, chú Tiểu Khang ngày nào cũng cái xì tay là mắt kiến đỏ ha. Chào anh Doraemon. Sao anh đi đâu sớm mà anh Doraemon? Mới đi kiếm nụ bị ta. Trời ơi. Bây giờ Nobita Hàm biểu Suka. Rồi sao nữa? Ủa quên cúng rước chứ. Em nước nhang cho chú Khang. Bữa nay 30 phải không anh? Bữa nay 30 đúng không? Mình phải biết là cái lịch đúng thì mình mới cầu nguyện đúng được. Bây giờ là ngày 14 tháng 9. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 30 tháng 7 năm Quý Mão. Con là Nguyễn Nhân Tý, chủ kênh YouTube 15m Bình Dương, trên với các chư vị tổ thần tổ mộ, đất đai, chiến sĩ nhân trạch và nghệ sĩ ưu tú chủ Linh Lộng, Võ Văn Ngoan, pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ là 66 tuổi, an táng tại Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Thì hôm nay con thắp ba nén nhang này, con mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh Lộng, Võ Văn Ngoan về dùng 5 cái bên ít. Và nhân đây thì con mời các chư vị về dùng luôn. Mong rằng các chư vị phù hộ độ trì cho ông Võ Văn Ngoan pháp danh Tâm Giác sớm vãng sanh về với cõi Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi vậy là sáng nay là cậu dùng chú dùng bánh ít với bánh ú mệt nghỉ luôn. Thank you.
gì anh? Anh thấy điều gì kỳ lạ không? Bà đi hút đứng là luôn luôn kìa. Đứng luôn anh thấy không? Lợi hại chưa? Mấy cái lợi là đồ hút thuốc chứ chưa có hại đúng không? Rồi. Cô ba có nhà gì anh? Cô ba có nghề đơn ca. À, cô ba có nghề đơn ca. Bữa nay còn không ta? Còn đây nè. Nè. Thấy chưa? Thấy. Đúng là em phải gặp cái nhà đúng. Mà hồi trước em không có biết cái con nào đâu nghe. Không biết hả? Giờ biết. Em mới chỉ biết cách đây khoảng cỡ khoảng 2 năm nay thôi. Còn ngày trước là không biết cái con này luôn á. Con này là con ảnh ương. Nhưng hình như em thấy cái vườn của Campuchia nhiều con lắm. Không, con này nó ở đâu không có mà anh, ảm ương rồi có nó à. Không, đặc biệt Hậu Giang không có đâu. Có. Hay là ở chỗ cái chỗ nào em thấy nha. Ảm ương, ảm ương mới có nó. Nhưng mà Hậu Giang là như hồi em ở đó, cái lúc đầu em không thấy cái con này đâu. Nhưng mà sau này em đi lên Cần Thơ á, em lên Cần Thơ lại em gặp cái con này cái này ngay đâu mà đặt. Anh đường. Nhưng mà anh đường nó bị gì đi kìa trời. Lý tưởng chưa? Hả? Cái gì sẽ tắt? Không có tắt, đèn nó không bao giờ tắt luôn. Sao nhỏ xíu vậy? Tới 90 cộng 1 luôn hay gì cơ? Không, không bao giờ tắt luôn. Không được tắt nghe. Làm sao mà tắt được? Cái gì mà 1, 2, 3 ác sành rồi diễn hết trời. Không, không có cái đồ vặn lên sao? Có đó, cái đồ vặn tay đó anh. Lấy ra cái mình đẩy cái tim lên. Ủa chứ mình xoay nó không lên hả? Nó bị hư rồi. Nó bị hư. Anh biết cái ông này hồi trước ông ở đâu không? Ông ở trong đây nè. Trong đây có cái lỗ. Nè, cái lỗ này nè. Tên gì nói? Tên gì em? Tên nóng là chú Tiểu hỏi làm gì vậy? Tên nóng là mình phải nấu hả? Bây giờ mình lấy... mình nấu hay là mình nướng? Nấu nướng hoặc là mình hấp. Cuối cùng là cái nào thuộc về cái góc độ nào, khía cạnh nào? Nhưng mà cái tên nó nóng, nóng là làm sao? Mình nướng kiểu gì? Mình tạo cái tin xong đi rồi mình bỏ cái điện thoại lên cái nồi để mình hấp. Vậy là gọi là tin nóng. Đúng rồi. Mọi thứ nó rất là đơn. Mọi thứ chuyển qua em coi là rất là đơn giản luôn. Hả? Ừ hả? Em đã thấy chưa? Em đã thấy bất ngờ chưa? Thấy rồi thì em biết rồi, khổ gì hết. Cái bất ngờ của em, cái bất ngờ của anh với cái bất ngờ của em đâu giống nhau đâu. Đấy, cái tiểu không quay hả? Chưa quay hả? Quý vị đang thấy một chuyến xe lửa hành trình để bắt giờ nào. Thì đây đề nghị quý vị tránh đường cho bé nghe. Cái gì vậy? Xe này chưa có bằng lái. Đây là chiếc xe lửa chạy từ Bắc vô Nam, chạy từ mộ Vũ Linh sang mộ của Vũ Linh Đường. Dạ. Anh cũng chuyên về đối thơ hả? Dạ đúng rồi. Anh đối thơ. Nhưng mà bình thường không thể nào biết được đâu. Đó là nghề nghiệp cho nên là không không được nói lên đây rồi. Đúng rồi, không được nói. Nhưng mà đối với mấy cái trên thì họ biết em gần lắm. Có mấy anh chừng nào tính đi xuống dưới nữa, có khán giả
gửi xe cho em một chậu. Wow, được nhiêu em? Em như hết thì hôm nay hết cũng có kìa. Wow. Wow. Vậy là chừng nào hai anh em mình đi. Ok mẹ nè. Có gì cạnh cạnh á. Xong rồi dạ, cái giả bên cho nên nói cụ bà tội quá khen ơi. Để chưa chưa thấy mai đi mua gửi cho ông tiền. Rồi cô con đi gửi giùm cô. Quá dữ. Nói cô thấy cô chịu không nổi. Rồi. Rồi bây giờ em bàn giao lại cho anh đúng không? Anh còn lao đúng không? Này em bàn giao lại cho anh nha. Khi nào anh lao xong rồi anh bàn giao cho người mà muốn lao tiếp. Có cần ký sổ gì không vậy? Dạ không cần đâu anh. Rồi bây giờ các anh em sẽ đi thắp hương cho những cái ngôi mộ khác trong đây. Sau khi mà lao mộ của chú Linh xong. Có anh Niêu nữa. Hả?
À, bây giờ thì 15 hết sẽ quay trở lại mộ của chú Vũ Linh để quay cho tất cả bà con cô bác với cô chú anh chị xem ha. Ngọc nè, anh cũng đang đi thắp hương cùng với Thiện Tiên. Alo, xong chưa? Bây giờ 15 hết sẽ đi về trước cho mình là thắp hương xong rồi. Gì vậy bà xã? Giờ thì 15 mét sẽ bay fly cam cho tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị xem sáng nay ha. À. Hello Hải. Trời ơi. Sáng nay anh nghe đồn là em cúng gì cho cậu lớn lắm đúng không? Có hỏi mày à. Thôi ơi. Có cái tấm lòng quá dữ. Đó. Hôm qua là anh công nhận anh góp ý, bữa nay là áp dụng liền ha. Vậy là mình cúng cho cậu trước là mình dùng sau. Anh lòng cậu. Cậu nó giờ còn khổ quá, anh bị đỡ thì nào cũng có tiền mua đồ ngon vô cho cậu. Vậy là bây giờ còn khổ quá, cúng bánh mì giờ cho cậu. À, khi nào mà có tiền có view là sẽ mua đồ ngon cúng cho cậu ha. Mấy chục view rồi đó đó, các cô chú các chị thấy chưa, sáng nay là Hải cúng bánh mì nè, anh Tâm á là cúng cà phê sữa nè, à 15 mét là cúng 5 cái bánh ít nè, chị Nhi là cúng 3 cái bánh ú nè đó, rồi mời cậu dùng thuốc nè, nước nè ha, đầy đủ. Sáng nay là mỗi người chút ít. Bây giờ tiếp tục 15 mét sẽ bay flycam cho bà con cô bác xem ha. Đó, khung cảnh nhìn từ trên cao. Đó, quá đẹp luôn. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video thấy hay hãy like như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.